Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Top Bob. Ngày hôm nay mình sẽ review cho mọi người một chiếc đồng hồ tới từ thương hiệu đồng hồ Alexander Surikov. Đây là một trong những phiên bản bestseller tới từ thương hiệu mang tên Byzantium. Và đây chính là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, phiên bản vàng gold sang trọng. Byzantium lấy cảm hứng từ văn hóa kiến trúc Hy Lạp cổ đại vào thế kỷ 5 trước công nguyên. Bảng màu được thiết kế với sắc vàng gold và trắng làm chủ đạo, mang không khí tráng lệ của đỉnh Olympus. Mặt số được đính 5 viên kim cương tấm chất lượng cao đã được kiểm định, mang lại giá trị cho chiếc đồng hồ cũng như tính thẩm mỹ cho thiết kế. Ẩn sau lớp kính sapphire là bộ máy tự động ETA 2824 được chạm khắc thủ công tinh xảo. Bộ khóa và núm bằng thép không gỉ màu vàng đồng được dập logo và tên thương hiệu vô cùng sắc nét. Byzantium có đường kính và bề dày vô cùng lý tưởng, vừa vặn với hầu hết cổ tay của người châu Á. Và đó là ngôi sao của Hy Lạp cổ đại Alexander Surikov Byzantium. Mình là Dương Thuy và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye!